mày luôn, em được có một quả thôi, yên tâm. Yên tâm là vừa vỡ có một quả thôi. Còn rất nhiều ở trên đấy. Này, nếu có mày mày có thể bay được lên đấy mà lấy thì được ấy. Cho chúng tôi đi à? Cố giữ lấy, nếu mà được tầm đến sáng mai cho lấy cơ nhá. お前はもう死んでいる。 Thank you.
What the hell? Headshot. Không phải ảo thuật, nội công. Mình có thể dùng nội công để hút cái bịch sữa này lên. Mọi người tin không? Hãy xem đây này. Em làm gì đấy? Nắm vận khí không được không? Lại bắt đầu lại sửa nhỏ kiểu này. Hút tao cho đi vào để giấy gì? Giấy gì? Để lửa cái đá gì? Giấy gì? Tao dùng nội công để tao hút cái bịch sữa này lên. Đấy nhờ, không có dây nhá. Ngó dưới mà xem, đấy. Thế ảo thuật kinh điển chưa? Biết kinh điển chưa? Ngon gì? Nhạt nấu gì? Thế này anh ăn gì? Nông cho muối à? Thế này là được rồi, ăn mặn gái khai. Sao là đái không gái? Em gái cho ngọt nha. Như gái của em á, giết quốc gia đầm nước hoa tinh dầu. Thôi ông ạ, đái được rồi. Đây bảo mẹ bốc nước cho nhá. Đấy, mua muối vào đây. Nấu thì nấu nhạt. Gì đấy? Lượng tay ăn tặng. Thôi thầy, thầy chơi đi để con đi nấu bánh. Dừng hết gói một cây. What the hell? Thank you.
Hả? Đi đâu ấy? Vừa kiếm con gà. Rồi tao đi. Anh đổi 7 con gà lấy con gà. 7 con á? Ừ. Đổi luôn. Anh chọi thì thế luôn. Đó, đổi luôn. Nào. Lấy gà ra đây. Đấy. Gà chọi đây. Hả? Thì sao anh ấp nó trả thành 7 con à? Siêu gà chọi đây này. Mày biết đổi. Mày bị điên rồi. Tao có mày có thấy thằng nào bị điên đi đổi trứng lấy gà không? Mày có 100 quả may ra tao còn đổi ra thêm mấy quả. Nhưng mà trứng gà chọi mà. Gà chọi kệ mấy. Đổi cho em. Thôi. Điểm thì cả. Ôi. Mày có thấy thằng ngu là đi đổi 10.000 lấy 1.000 không? Nhưng mà gà của anh chết rồi đây là ấp ra 7 con gà con. Sao 7 con gà con nuôi 1 năm lên rồi. Rồi ông lượn trên nước vào trong. Sao lại có để nhau? Này, mày tính thế thì mày lượn nước vào trong. Mày tính thế thì lấy đâu ra? Mày nuôi 1 con gà xong mày đẻ 2 con gà. Xong mày lại lấy gà ăn thức khí cả. Lượn! Nha! Nhưng mà đổi vào em nhé. Đổi không đổi là cho ăn trứng tất, ai cho ăn đá tất. Có một ngày người em yêu vội vàng, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau What the hell? Sao lại có quả trứng bé tí thế này? No. Chim à? Chim à? Chim à? Chim à? Chim à? Chim à? Chim à?